Không thương anh nữa cho tao nhận video được cắt áo này đừng cãi gì nữa. Mày phải video lại đây rồi mày bảo ơi của tội mày cái gì. Nhưng mà chị không mày nhốt em đừng có kiểu như vậy. Thì mày phải như nào thì tao nhốt. Em như nào? Cút đi về đi. Bác mày nói gì đấy? Thôi chưa? Chưa. Bác có đáng không anh? Bây giờ chưa ở đây với con. Bác ơi. Đi về đi. Sao bác không thấy quá con chứ? Tao không để cái gì quần áo của mày ở trong này hết. Quần áo của mày kia. Phần làm dấu đời mấy ai thương. Bên anh một đời mong được người thương em. Đời người con gái hơn nhau. Lâu lắm rồi tôi đá bóng đâu hết được chân bạn ạ. Đấy là bạn lâu bạn không đi đá bóng ấy nên là thể dục thể thao ít. Nói đâu chân là đúng rồi, bạn phải đá nhiều vào. Chắc thế, chắc phải một tuần chắc phải đá 2 lần như này. Anh biết phải vận động nhiều vào. Bà này bà đá có khi 15 đá lần thì chả đâu. Rồi 15 đá lần. Chắc người đấy cũng giặt rồi thối lắm. Ừ. Thối ra xong vài cái rồi. Kinh khủng luôn. Chị đi làm về à? Vâng. Lạnh không mệt không? Chị mẹ không ạ? Đi làm mấy giờ rồi, bây giờ mới về. Cứ lại mày về đây cho nói chuyện nghe đây. Mẹ. Mẹ gì? Mẹ đây. Không được, phải làm đâu. Thôi chị ạ. Thôi chị ơi. Bây giờ mới về. Hả? Không còn làm đâu. Sao thế ạ? Đấy. Mày cho ai con Phương Anh một tuần rồi đấy chúng nợ kia. Mày cắt áo nó đi. Mày còn cãi nữa đi. Không có xói đâu mẹ. Mày cắt áo rõ ràng. Mày lại cãi đi. Mày xói đào đúng một tuần rồi mà còn cắt áo tao. Trời ơi anh thấy nó cắt áo ta ra rồi mày cãi gì? Bởi vì là nó láo với con nên con mới cắt áo chứ còn con không nhốt mẹ ạ. Con không hề nhốt. Mày hơi quá đáng nha, mày hơi khốn nạn luôn đấy nhá. Không phải đâu ba. Nhá. Mẹ ơi. Tao cắt áo như thế. Bây giờ mẹ nói gì mà nói quá đáng vậy, con bảo mẹ như nào rồi? Là con làm, không phải do Thư. Mày mà lùi ra đi, mày đừng có mà ba che cho nó. Mày đừng có mà bênh nó nhá. Mày ba che nó như thế à? Đây là tất cả bọn cháu làm mà Thư có làm gì nên cậu đâu, các đừng có chửi Thư như thế. Mày đừng có bênh nó, mày im cái mồm đi. Mày còn cãi cái gì nữa mà mày khóc cái gì? Mà con không hề nhốt nó, mẹ đừng có đổi cho con như vậy chứ. Nói cho tao, con Thương Anh nó cho tao cái video được cắt áo này đừng cãi gì nữa. Mày phải video lại đây rồi mày bảo ơi của tội mày cái gì. Nhưng mà chị không hề nhốt em đừng có kiểu như vậy. Thì mày phải như nào thì tao nhốt. Em như nào? Em bình thường phải như nào cả. Tao nhốt. Mày đối xử với Thư như nào mày tự biết mày hiểu chưa? Thì việc gì mà mày phải đổ lỗi cho bọn tao. Tao nhốt. Mày im cái mồm đi nhá. Mày đừng có mà bênh nó để nó chào đầu đi khổ tao nhá. Mày á, mày xem bây giờ mày đi làm được gì bây giờ mày về. Sao mày đi chơi đi quẩy hay mày đi bố đi bình. Ai làm được bây giờ? Con đông khách quá sao mới về đi ạ? Chị Tư làm về muộn mà. Tao không nghe tin mồm mày, hôm nào mày nói nào cũng lên thế. Tin gì? Đi làm cả ngày luôn ăn cơm đi. Vài cái ăn cơm đi. Cơm nước gì? Có ở nhà nấu cơm đâu mà đòi ăn cơm. Bây giờ Tư đi làm cả ngày rồi, bác để cho Tư ăn miếng cơm nha. Bây giờ Tư mệt như này bác lại không có thức ăn là như nào? Mày buồn cười nhở? Tư đi làm, các đi làm à? Không ngờ về sớm nấu cơm cho tao ăn. Xong rồi bây giờ 90 giờ đêm rồi mới về ăn cơm, ai nấu cơm ăn? Nấu mà đòi ăn. Mẹ ơi hôm nay con lỗ khách nhưng con nhiều khách. Con không chịu không nghỉ về nấu cơm cho mẹ. Thế bây giờ không nấu rồi không ăn nữa? Sao bác không có ăn thế? Bây giờ đằng nào mẹ cũng nấu cơm rồi, vợ con với cả con ăn cùng với mẹ luôn. Cũng có nọ bất kìa, vẫn khách hôm nay không nấu đòi ăn cái gì mà ăn. Thế bây giờ bọn con đi làm về chứ bọn con phải đi chơi đâu. Bây giờ vợ con đi làm chứ không phải vợ con đi chơi đâu. Mẹ lại bảo không ăn được. Tao không tin mùm nó. Mẹ em nhá, em trong kia một tuần em có ăn gì đâu. Em vẫn chịu, em vẫn sống, em vẫn chịu được hết thôi. Còn nó này, một bữa tối không ăn chết sao được. Bố tao không cho mày ăn nhá. Mày cắt vào tao đấy. Chẳng làm cái gì cho cái gia đình nhà này cả. Đi đến bây giờ về. Cứ đi làm về bắt cả, bắt xem con này có làm gì đâu. Bây giờ mẹ lo ăn thôi. Thôi, con bảo mẹ nhà rồi. Mày đừng có mà gàn tao. Mày làm gì đây hả? Anh mở ra. Mày làm gì đây hả? Mày đánh em, tát em, cắt tóc em này. Mày quay áo lừa mà đâu nữa anh ạ. Em đánh gì? Giờ mày tự nó cắt tóc, cắt quần áo mày chịu được không? Quay video mày chịu được không? Mày cắt áo tao, quay video lại. Này, tao cắt áo mày là vì mày như nào được chưa? Em chẳng như nào cả. Mày phải như nào tao mới cắt áo? Tao cắt áo mà. Cắt gì? Nó cắt. Mày bây giờ mày quay đánh như nào? Mày chỉ biết làm mày như thế. Còn mày đừng có đổ điêu gì nữa. Mày đừng có đổ điêu gì cả. Cái gì? Mày đừng đấy, mày bảo đổ điêu cái gì? Cái cái gì? Mày đối xử với Thư như nào? Mày hành hạ Thư như nào á? Chỉ có con mồm cãi thôi. Xong rồi là cái gì có thằng kia đây bắt đầu mày thì nó bắt cá sấu còn để nó bênh cái gì? Tốt nhất là để đi cùa đi về nhà mày đi. Cút đi về đi. Chứ bác mày nói gì đấy? Thôi chị ạ. Cút đi về đi. Tao biết nói gì đấy nhở? Đúng dạ mày đúng dạ. Bác có đáng không mày? Đáng không?
đi về nhà mày đi. Bây giờ mày ở nhà tao cũng chả được cái việc gì cả. Lóc cái gì, lơ nhá đi về đi. Học lóc gì. Trời ơi. Bây giờ Thư ở đây với con đi. Ba về nhau. Đi về, đi về đi. Phần làm dấu đời mấy ai thương. Bên anh một đời mong được người thương em. Đời người con gái hơn nhau ở tâm trong. Tiền về đi. Sao bác không thấy qua con Thư? Tao không để cái gì quần áo của mày ở trong này hết. Quần áo ngoài kia. Đi về đi, hiểu sách luôn, về đi. Cút đi về đi. Quần áo tao lăng người kìa, tao không để cái gì trong nhà người ta nữa. Không ai chứa chấp mày đâu, mở lại. Mất quá đáng vừa thôi. Bây giờ em ở đây, em không về, em ở đây thôi. Em chỉ ở đây thôi. Em thấy em ở đây làm gì nữa hả? Ôi chú ơi, thôi chị ơi. Bây giờ em ở đây chứ bây giờ. Chị ở đây. Em về em gì? Ôi chú ơi. Thôi. Thôi chị ạ. Ôi. Mình nghe chồng à? Bỏ nó ra. Thôi sẽ đi về, tôi không ở đây đâu. Thôi nghe lời kiên đi. Không gọi cho ai nữa. Chị ở đây đi. Bây giờ nhịn mẹ một tí, mẹ nói thế thì vợ để bụng làm sao được. Nó không chịu được nữa rồi, anh thấy mẹ anh nói thử với tôi đấy. Nhưng mà bây giờ mẹ nói thế, mẹ chỉ làm tin nghe nói thế thôi. Xuống sang nhà anh Kiên đón chị về đi. Mà mày cút tốt nhất mày cút nhanh mày về nhà đây, về đi. Mày cứ không bác đừng nói thế nữa. Mẹ nói thế làm sao được. Mày lùi ra kia đi, để tao giải quyết. Mày đừng có cần vào đây chuyện của chị tao đi. Bây giờ có một người con dâu bác này. Bây giờ mẹ đuổi như mày, lấy em sao đuổi được? Không, bác quá đáng lắm ơi. Mày mới là người về đấy. Mày cút về đi. Chắc đuổi em đâu, đây nhìn lại là. Con Kiên kia, sách đồ em lên. Mày im mồm đi. Không phải ở đây khóc đâu, đây đâu phải cái đám mẹ đâu mà khóc. Này, mày đừng có nói xỉa xóa em gì. Chẳng xỉa xóa ai cả. Chó nào hiểu gì hiểu. Mày đừng mày khốn nạn vừa thôi nhá. Mày đừng có bênh nó nhá. Để nó chào đầu đi, đợt tao đi này. Bố lão gì? Nó bênh nhau. Nhiều lên mẹ mình hiểu, bây giờ Thư đang ở đây với con với Thư cưới nhau rồi. Mẹ đuổi Thư về, bây giờ Thư về nhà. Cho nó về mẹ đi, cho nó quất mặt đi nhà tao đi. Nếu mà nó bè kia nhau, lúc cháu mấy một tuần rồi bác biết đâu. Nói thì đừng cãi. Lóc gì à? Như ba tức lắm. Bây giờ mày im mồm vào tao đi mẹ tao. Anh chỉ đây cái gì? Mày cầm mồm vào đi. Việc của mày à? Không đi được mày lên tiếng đâu. Mày đừng có to mồm vào nhà tao. Mày lại to mồm đi. Bây giờ mẹ lại đuổi Thư về như thế. Bác Tăng có biết chuyện đây, bác Tăng chửi cho. Chửi gì? Ở đây thôi, không cần phải đéo đi. Im đi. Ô, Dũng à. Dũng đi về đi, đúng rồi. Không phải Dũng đi về đi. Không có gì đâu. Em mày đến đón ở đây, mày đi về đi, cút đi về. Bây giờ bác lại làm gì chị cháu? Mày chở chị mà đi về nhà mày đi. Bác quá đáng vừa thôi. Quá đáng cái gì? Con chị mày gỡ bác buổi rồi, xách về đi. Con nào bác không đẩy rồi. Mày cầm mồm lại đi. Vào đi Dư ơi. Chị vào đi. Bác không chửi mắng chị Thư như thế. Còn bây giờ lần này cháu về cháu nói chú bố luôn. Mày nói ngay đi, tao không cần. Thôi bác ơi. Thôi ơi. Về nói đi, không cái gì đi hôn, kỳ lấy hôn đi nha. Mày im mồm vào đi, cứ lên tiếng làm gì. Dũng ơi. Thôi Dũng ơi. Tôi đi về đây. Em đi về nhà em không có nhà anh. Bây giờ em ở đây với anh. Chị ở đây đi chị. Khổ rồi, bây giờ anh muốn chị cứ khổ bao giờ nữa. Em về vài hôm rồi em nói chuyện với anh. Đi về nhanh lên, mày ở lại nhà ta làm nữa. Chị đủ khổ lắm rồi, ở đây làm gì. Ở đây cho bác Cúc chị mắng chị ơi. Thôi chị ơi. Chị ở đây đi. Anh đã trao em hơn cả một tình yêu. Anh thương em như chiếc tôn vùng dài. Anh thương em thương những đêm dài. Em hạnh phúc bên người mới này. Mày im mồm đi. Đấy, bây giờ chuyện nó xảy ra như này không biết được gì luôn. Tất cả là do con đi chưa? Tất cả là do nó hết đấy. Thôi bạn ơi. Thôi anh ơi, cố lên anh ơi. Bình tĩnh đã. Bình tĩnh đi anh ạ. Khốn nạn thật đấy. Đồng chó chết kia nữa. Mẹ mày nữa, tự nhiên là đuổi Thư đi. Tại mày ấy. Tại cái đéo này. Mày còn tay cho đánh mày cái bộ mày nhốt ra mày xé quần áo tao thôi nhá. Do mày hết nhá, mày đừng mày đánh ai đấy hả? Ba. Mày cút đi. Mày khốn nạn mày rồi. Mày đi về đi. Tại sao mày mày cút về lâu này. Sao bác nghe lời nó làm gì, đuổi Thư đi làm gì? Ta chật đuổi nó đi, ta đuổi gì đó. Bố con chật nhẹ. Vừa mi con dâu mới về nhà chồng được có vài hôm. Bác nghe quá là bác đuổi đi rồi. Đuổi nó thôi. Khốn nạn. Mày im mồm đi. Khốn nạn.
Chụp quẽ Thư cầm mất rồi. Chạy bộ đi, chạy bộ đi. Chạy bộ đi. Mày im mồm đây nhá. Mày khốn nạn.